Tại trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2024. Ngày hội với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp, trong đó có 35 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và hơn 3.500 chỉ tiêu tuyển dụng trong và ngoài nước với nhiều ngành nghề: công nghệ thông tin, cơ khí, ô tô, điện, điện tử, môi trường, xây dựng, kinh tế tài chính, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Đến với ngày hội, các bạn sinh viên có cơ hội thể hiện năng lực bản thân trước nhà tuyển dụng, tham gia ứng tuyển vào các vị trí việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo, được trải nghiệm phỏng vấn thực tế tại các gian hàng tuyển dụng, nghe đại diện các doanh nghiệp chia sẻ về những yêu cầu, điều kiện chuyên môn, kỹ năng phù hợp cùng các quyền lợi ở từng vị trí việc làm cụ thể, giúp sinh viên xây dựng được định hướng nghề nghiệp của bản thân cho tương lai. Đây là sự kiện được Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường xuyên tại các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố, là cầu nối giữa doanh nghiệp với sinh viên năm cuối cũng như người lao động có nhu cầu tìm việc, tạo nên sự ổn định an sinh xã hội, là sợi dây kết nối giữa cung cầu trong công tác phát triển nguồn nhân lực.